Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Supreme độ cứng cáp cùng với một biển số siêu đẹp làm mê người. Với những món đồ chơi, một số chi tiết được chọn lại và thay mới, cùng với dàn tem đấu được trang trí lên, các chiếc Honda Dream hái của một biker đã trở nên thể thao hấp dẫn hơn. Với một cách độ kiển mà ít ai có thể nhận ra, nó đã chạy gần 20 năm. Supreme độ cứng cáp cùng với biển số rất đẹp. Chàng đạo xe độ được nâng cấp mới lạ với đồng hồ Uma dành riêng cho những dòng Dream huyền thoại. Đặc điểm của đồng hồ này là hết tất cả những chức năng đều hiển thị dưới dạng LCD. Chỉ có đồng hồ đo tua máy là dạng analog. Cặp cù titanium được đánh là vô cùng tinh xảo với những đường nét CNC mài dũa một cách đầy tinh tế, cố định ở giữa bằng một ốc roti. Sở hữu thêm trên mình một cái bộ niềng nhôm Racing Boy. Tuy nhiên chủ xe vẫn giữ nguyên cái bộ phanh đùm trước lẫn sau, tạo ra cái sự đơn giản cho con chiến mã. Cổ vô titan với cái hai màu sắc lạ mắt được trang trí trên cổ máy siêu khủng mà chủ nhân đã nâng cấp. Ngoài ra khi ta nhìn từ phía sau con chiến mã này, ta thấy ngay cái sự mới lạ, các chân của rim lùng kết hợp cùng cây bô CSI phục Colin cũng là tâm điểm chính cho tổng thể bản đồ. Cô đơn giữa chiều lá thu. BMW S1000RR xuất hiện gây choáng ngợp với cấu hình khủng. Cái chiếc BMW S1000RR kể từ khi ra mắt đã được rất nhiều xem xét rất tích cực trong giới phân khối lớn. Với những cái tính đồ tốc độ rất ưa thích những đường nét thời trang, thì cái tên Ducati 1199 Bentley hay cái chiếc MV Agusta F4 sẽ được lòng họ hơn. Còn nếu ai chót yêu những cái đường nét phát cách dữ dằn với những thuần tí, ngôn ngữ thiết kế dị biệt mà Motorrad, thì BMW S1000R sẽ là một cái lựa chọn khó có thể bỏ qua. Vẫn giữ lối thiết kế phát cách nhấn nhá rất mạnh với cụm đèn pha bất xứng đặc trưng đến từ những sản phẩm khác của dàn BMW Motorrad. Ngoài ra chủ nhân còn make up cho con xe cưng của mình chế bộ kính trắng gió Metacon Racing tạo ra cái điểm nhấn. Hệ thống phanh tay lái được trang bị tận răng với cụm phanh của ren Bobidis cao cấp, càng bảo vệ tay lái carbon fiber đậm chất chơi. Hệ thống cái cụm con ren Bobidis được CNC nguyên khối xuất sắc xảo. Chàng chân cấu tạo nhiều option đáng giá, phải kể như là phanh của Rainbow Nickel hàng hiệu, chắn bùng trước carbon fiber, cái đĩa tải, cặp đĩa của Rainbow T-Rise, mâm OZ Racing chuyên dụng cho những đường đua. Chọn cái bộ lường dưới Imager tích hợp rất nhiều tem đấu từ thương hiệu đồ chơi danh tiếng, cái ốp động cơ CB Racing. Khối động cơ đạt đỉnh tới 199 mã lực, được chủ nhân hiện qua cái dàn ống xả Austin Racing Full System. Dàn chân sau không kém cạnh với phanh của Rainbow Bidit, cái phát ACV, dây dầu X và cái phát tăng sền Tatex, mâm Oset Racing, Racing Lu. Một bản độ chất đến từ Thái Lan. Cảm ơn bạn đã dành nè, tiếp nhớ like, subscribe.